Dạ, hòa minh được tê. Kéo hiểu sao thì hòa minh được cao. Đúng không? Mình cứ gặp còn một tê. Ai bà? Mấy nhất là 3 đúng không nhỉ? 2 tóc thử 3. Ô thì bạn hiểm tao lại phải vào vòng nguy hiểm à? Tôi nguy hiểm sẵn rồi à, tức là chắc chắn là đứt rồi. Đứt rồi, đứt rồi. Ôi, thằng kéo vào đây. Giờ hôm nay là nó thể hiện tốt nhất rồi. Nhưng mà thằng thứ 5, thằng thứ 4 thì... Nhưng mà chúng tôi công nhận này thằng cao là có may mắn không? Có. Bây giờ công nhận thế không? Hai bán may mắn thôi. Chúng mình là bây giờ là Toản với cả... Thằng Minh Anh là thua thì là người giả tiền. Tôi mới hiển là giả thôi. Ok. Hiển nhé. Thôi mà này phải xác định tâm lý ra này. Có thua bạn Hà Minh thì cũng là mất công bạn sang đây mình trả tay tặng được không? Thế là mình không cãi rồi. Thế là mình sẽ tâm lý tốt hơn. Mình nên tâm lý một tâm lý như vậy. Quá. Chưa đâu. Cũng đẹp nhưng mà cũng bỏ quá. Cần đi rồi. Bỏ quá. Hôm nay tôi đánh cũng tả tốt đúng không? Cũng tốt đấy chứ. Tả hay hay hay. Cũng hay cũng không phải hay mà cũng tốt hơn đúng không? Chưa kịp dạy đến bài đấy đâu. Đã dạy bài này đâu. Đã bằng cái bảo nó bẩm sinh rồi. Kéo kiểu rồi này thì không bị kéo chết con nào. Mới to nhỉ. Không lấy lúc đánh nghiêm túc thì nó mới gọi là được. Ủa gì hả? Một đòn chết hai chó. Chẳng chê rồi. Lấy đạn cái kia toàn dạy pha như thế. Chắc là do vậy mà qua trong cái này.
rồi. Yeah. Chỉ ở đây còn sao chơi hoi nhá, chơi kiểu này không? Đúng rồi, đéo chơi mang vết kia đang dây à. Mày lại gõ vào bạn này. Đặng thành viên của dạy bạn thế không? Đâu đâu. Tôi không được đặng thành viên đâu. Tôi không được đặng thành viên đây bạn này. Đến trước khi chơi. Chào anh là em đuổi. Đang chết khỏi lòi em đây không? Không mua rồi không? Về hết rồi thì báo hại người ta. Toàn ăn thuốc to. Chả to. Thế thì toàn thắng rồi. Thắng là thật được. Con ăn 2 giết 1. Con ăn 2 giết 1. Con ăn 2 giết 1 là 4. Câu này tôi thừa biết thằng Hà Minh rồi chơi rồi với nó bao lâu nay rồi. Thấy chưa? Ui, là còn có khi nó còn ăn luôn. Ui, nó có quả. Ui, chọc vào chết. Chọc vào chết. Nghỉ đấy. Ba này nó được quả. Nó ba mà này chọc vào chết rồi. Mà không chết thì toàn cũng là 13 hai nhá. Thôi chứng minh vậy này có ba phần con trẻ không hiểu. Ê, thì là về bạn ạ. Sử dụng như được, thì là về. Ui giời ơi, đánh hơi. Em muốn rồi. Là... Hà Minh chấp tao có hai nhỉ? Tôi chỉ như này tôi không ăn được bản nào. Đấy là hiển thua ngay rồi. Không ăn được bản nào. Đấy là anh không ăn được bản nào đâu. Đấy hiển nhưng mà không ăn được bản nào đâu. Cắt táo. Của ba mình thua đây này. Rồi ăn thua nào. 10-10 nè bạn nhé. Ok. Của bạn tất. Tôi cũng vậy. Đấy, thấy không? Phải nói là ông nhìn tôi. Chả hay chả được. Khét đi. Mặn
bạn vu thôi, đá hơi ác đấy. Rồi. Hôm trước bạn tôi em rồi. Hôm trước bạn vu tôi, bạn đá rồi tôi mới tăng bằng mũi đá không chơi không chơi thua. Đi đấy. Năm 14 mọi người ạ. Nhà. Chứ à, bạn chơi thôi. Nhà nó nghỉ. Bạn nhớ không nghỉ. Bắt phải đánh. Tháng 3 này. Ghê thật. Tháng 3 này. Tháng 3 nữa. Cái này tôi là 1 nữa. Là cái này là 1 này. Mấy câu nào rồi? Dạ. Mấy câu rồi? Mấy câu không? Điền hả? Mấy an toàn hả? Được. Gì đấy? Ai lấy cái anh ạ? Cầm, thầy uống cái này là con toàn. Thôi đó, nếu mà mình đá không lấy cũng đẩy như thế thả mà dưới này. Làm khó lắm. Quá khó. Quá khó. Chứ có gì nữa. Về đi thằng này là con đứa cắt ít rồi. Uầy, kiếm tê đấy. Đừng đám đám mọi người. Alo. Chết đâu chưa? Ông Phương con Diệp chết rồi à? Ờ, thế hỏi ông khác nào không có Diệp không? Ờ, ok nhá. Ờ. Ờ, đang anh đi ra ra đây không? Có. Bắt không có ở đây làm việc con gà nào? Thế nhá. Ờ. Anh em nào về đi lẩu không có tiêu mất. Không lẩu thì kiếm gì? Ăn gì cũng được. Các bạn ơi, khen nó thua bạn 5 sau về. Thôi có gì đâu. Lại thế là phải ăn xuân. Tôi thấy là bạn phải ăn xuân thì bạn chắc vô địch lâu rồi. Cái cần nít. Không biết đâu.
chưa ok đây cày thật á vân vân bang thấy nó bẻ hai cục đây này tưởng như là à ui rồi đây rồi thấy đâu anh ta thấy đâu đây nha hộp đi thì nó bẻ trời ơi hôm nay bảo sao chưa được con đường ai rồi cày quá tinh tế
rồi. Tôi hiểu được gì sao ạ? Đánh. Cái đó là cơ xuân nhảy hiểu nhờ. Ui. Điều cơ này. Tỷ số 2-2. Ui. Hà Minh cũng là rất là
Còn ba anh ơi. Hết bàn rồi. Về đây. Đến 7 thế thì thẳng đi chỗ này nhá.
Ừ, ok rồi. Đúng quá hay. A, góc này mày gọi A rồi đấy. Chả A được sao? Anh em anh chưa luôn nhìn đi đến rồi không về. Ôi trời ơi, sao chỉ mày bị tin luôn. Nhà anh gọi có 8 là gì đấy? Có 8 chứ đại cũng 8 cái đấy. Chỉ mày kê. Mày rồi chờ. Cứ xử lý đi. Anh còn bà nào của 8 cái đấy. Anh có lỗi này này. Này này này. Này này này. Buồn. Không sao tôi bình thường. Hôm nay đang cơ thì kém. Đúng rồi. Đúng rồi. Này bạn có thắng được ấy không? Thắng được tôi chẳng thắng được ai đâu. Tôi cũng không thắng được quả. Thế không thắng được ai cả. Trước hai bạn với nhau. Nào, ba ở đâu?
nhờ đánh với tiện tự tin lên. Ôi thằng kia đừng biết nào mà chết rồi. 11 cái này. Mày thấy chưa? Trời ơi, dấu cái là chính đấy chứ. Ăn cái gì có gì. Mày thấy chưa? Được không bạn? Nhảy đúng rồi đây. Mày vào đi nhảy nào. Đây tao xoáy hết cái mày. Để xoáy cái mày. Mày có cái này không? Ơ này đi. Ơ này đi. Nhặt lên. Mày lừa. Mày đánh 3 bàn. Bạn thì nữa, bạn vào mặt tôi, bạn khác đừng nhảy. Sao tôi nhìn phim phát nhảy, tôi chào mày. Thế nhỉ? Thế nhỉ, tôi thỏng nó, tỉnh nó cũng không phép. Mày cũng không chê. Mày không phép đi. Mày có thể đi kêu bạn. Đâu bạn? Mày xem nó không? Ôi, tao thề với mày, con này không tắt cái gì cả. Nhá, rồi ăn một con. Rồi ăn một con. Ôi, chui vào, ôi, hài lắm em ơi. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday, happy birthday to you. Nhiều năng lượng quá. Mày đang ngủ một giấc rồi không ạ? Ngay ngủ giấc rồi. Mày đến cái hiệu gì? Này quá nhỉ. Có hàng này rồi. Riêng cái chứng chọn lý thôi. Thóc này hả? Thóc này à? 14. Luôn đấy, không lấy tôi giàu gái được không? Quá tinh tế luôn. Ôi trời ơi, mày cứ bắn khỏe mà ấy. Nào, vào đâu? Ôi trời ơi, thế này mà nó bảy á. Ôi trời ơi, này bảy của chúng tôi này. Người ta gọi là thăng đường. Thăng đường. Anh ơi, anh đi. Mình đang nghe anh đi. Thế riêng thằng này nó xấu cơ. Điều này là nó đủ chết rồi chứ còn gì. Việt Nam thằng hai không rồi. Đây, đỏ hai không. Bên kia có thể đỏ không? Bóc đẹp. Bóc đẹp. Sắp Việt Nam mình sẽ đánh nhau rồi nào cái đỏ này. Mẹ sân sân Mỹ Đình nhìn như là sân Chợ Châu này. Chợ Châu mà. Mẹ nhìn trống hết trống mắt luôn. 3-0 rồi. Rồi xong rồi 3-0 rồi. Thắng như vậy thì bắt nhá. Ok. Thẻ đỏ sớm mà vẫn 3-0. Thắng 3-0. 15. Ba không thật à? 3-0 rồi. Nó có thẻ đỏ này không à? Nhập hai thẻ đỏ rồi. Thỏng canh rồi. Anh tôi thỏng canh tôi rồi. Chăm đi. Đây rồi. Không có. Bao nhiêu rồi? 24. Đang 24 như gì? Đúng rồi. 3-4. Rõ ràng 3-4. Ăn chưa? Con lợn này mà một tiếp tục với nhà 5-0 này. Được rồi, cái thằng xong này 5-0 này sẽ cao khổ. 15 con nào thế? Chả có thắng được bán nào không? Ui dồi, đánh nét đi. 15 con này. Chết rồi này. Nhưng mà nét con đấy nó mới thiệt con này. Nó chết con này. Để cho tôi con này. Mấy giờ? 42 rồi. Ông 2 á? Nó được chấp 2 mà chưa được thắng ván nào ấy. Con phụt cổ phụt rồi, con 4 thì... Không, nó đi không thắng được toàn này đâu. Toàn này bị win. Tôi khẳng định của thương hiệu luôn. Nào, ta à, hó. Win kem. Ăn chưa? Chửi mình không giữ hạ được không 5 công. Thì chúng ta đi ăn lẩu ở đâu này không nhỉ? Ờ. Chắc kéo người ra nó lỏng thôi bạn ơi. Anh cũng đã chờ 9 rưỡi rồi. Thôi anh em hẹn hôm khác nhé. Thì tôi về chuồn xuống. Số đang bao nhiêu? Thì số đang là 3-4. Vẫn bản thắng con đấy à? Thôi thắng mình nhá, thương hiệu kéo để ra hỏi lên đây. Này hai đời cho tôi cái chất bị này. À, bạn cũng đã cho cái gáy rồi, chất bị của chúng ạ. Đấy à? Rồi thì anh đi. Mày chả được thương hiệu gì mà chỉ... Ui 4-0 này. Không đẹp. Ừ, tí nữa không ạ. Thế là của cũng mình một đường gái toàn đi ra đây chúng ta gái. Thế còn cái màn này câu và... Còn ăn hai cái đồ ăn rồi mà. Chết đi. Rồi, cứ đi, cứ ra bạn một nhá. Lần nào cũng không chịu thời gian ăn đâu. Lần nào cũng mạnh đói rồi. Ai hôm nay con đổi cái gì đấy? Chúc đi.
Việt Nam này chấp sâu phết luôn. Chấp 1.5. Được. Nét thế nhỉ? Sợ thật. Ai sẽ là người giành chiến thắng?
Đây. Một lốc mà hút